Tại kỳ thi Olympic Toán học quốc tế FIMO 2024, học sinh Việt Nam đoạt một quy chương vàng, ba quy chương bạc và hai quy chương đồng. FIMO 2024 diễn ra tại Manila, Philippines ngày 21 tháng 9, có 12 nước tham gia với gần 1.700 thí sinh dự thi. Trong đó có 10 nước dự thi trực tiếp tại Manila là Philippines, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Đài Loan, Nhật Bản, Úc, Myanmar, Campuchia và Việt Nam đội Việt Nam có 200 thí sinh dự thi, trong đó có 6 học sinh đạt thành tích cao với một quy chương vàng, ba quy chương bạc và hai quy chương đồng. Kỳ thi Olympic toán học quốc tế FIMO mô dành cho học sinh từ mầm non đến lớp 11. Kỳ thi được tổ chức với mục đích thúc đẩy việc học và nghiên cứu toán học ở các trường học, tổ chức giáo dục trên thế giới và thu hút sự tham gia của 10 đến 15 nước trên thế giới tham gia mỗi năm.